1 2 3 4. Thôi mà đừng biết con thời rác này mà dẹp thời rác đánh nó con cái gì vậy, cho nó tí đừng đánh thời rác. Mình có lợi thế đẩy lớn ở đầu game, vì đầu game mình sẽ đẩy nhanh hơn rất là nhiều. Đau, đau chưa? Ủa, mày núm xe mày dục ra đây rồi, mày ra đây mày ăn xe rồi nè. Núm con xe dục ra, núm con xe dục ra. Thiên, sắc nét đánh núm con xe dục ra nè, nè. Nó dám núm con xe nó dục ra luôn em. Thế thì thôi, mày dán xe đó, mày ăn xe bỏ mày á. À, còn nó biến rồi nè. Lên. Đây là rank gì? Cái này là rank mà anh em sẽ không biết đâu. Cái này là rank đúng của Shinra luôn. Đấy. Chết. À, mày đau không? Đau chạy không? Bắn cho mày quy nè. Bắn cho mày quy nè. Alo. Một bát. Tính đam sao biết được chẳng lẽ đam không thể sắp chết được đâu. 18 thơ 19 1983 thiếu trăm tiền thôi. Đây rồi, tao khiên, tao rồi chúng mày bảo đi. Anh giỡn cái ranh hơi thấp mà sao sao gì cũng nói có vẻ biết chơi rồi. Đột xuyên ra né quy rồi nhìn giá dở bắn ngoài rồi chết. Mì. Đánh easy như này thì không thách đấu cũng top cao thủ mà đúng hôn anh. Đánh như này không thách đấu còn top cao thủ. Ở giữa thách đấu có cao thủ còn có đại cao thủ mà. Có thể em không biết. Ôi trời ơi. Thiên, hack quy xuyên lính. Hello. Chắc chắn là có lần vi. Trời ơi, tôi đã đón được cái kịch bản này rồi mà. À, chỗ anh em mình nói nhỏ nè, anh em đừng có nói là khách biết á. Nhiều lúc mình muốn đấm khách nữa. Nhưng mà phải kiềm chế lại. Kỳ ổn hết. Cứ tập trung đánh thôi. Em bảo đảm win game thì em đang rất là bảo đảm có thể. À, boom. À. À, nhưng mà như game này hơi khó, chắc là phải tập trung đánh rồi. Đánh em vì mà cầm, em thích cầm nhịp đồ hay em cầm nhịp đồ cũng được. Người ta có câu người thành công luôn có lối đi riêng. Em muốn làm người thành công thì cứ tùy em thôi. A few minutes later. À, cuối cùng là có được mặt cái đạo rồi. Trông dữ rồi. Đang vui vẻ với anh em tí mà. Thôi mà đừng biết con thời rác này mà dẹp em thời rác đánh mấy con cái gì vậy, cho tí đừng đánh thời rác. Chết từ từ em ơi, em chết dễ thời, em chết từ từ thôi. Từ từ em còn gặp được cái chết nè.
Lê Cường, 3214 mặt cười nhăn răng. Ghi hình 13 xác, trong đó có góc mặt của Thread chính là. Rồi biết Thread vô kéo vô lính xong rồi đưa cái đầu cho người ta đánh chết. Tấn Phát, báo công an hốt nó liền anh mặt cười lộn ruột. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Chết mạng thứ 10 rồi. Tiếc cái thua game luôn. Lê Cường, ai khóc nỗi đau này mặt cười chảy nước. Hải Quang Lê Nguyễn đã trồi lên và Hy Anh Sơn. Trịnh Văn Thiên, tùn bắn khét đấy. Đánh đi. Di chuyển gần anh này không có anh đừng có đánh vậy. Giết Win. Giết. Thôi anh về nếp nhà nè. Cô vừa mới đai bắn đi, cô vừa mới đai bắn đi. Đẩy luôn ở dưới bóng, đẩy luôn dưới bóng đi. Anh nếu được, anh nếu được. Hắn còn một mình quái bên thôi, không sợ đâu. Nốt cái mega đi, nốt mega đi rồi kìa. Hà Anh Huy, căng thẳng tam. Vi nè, vi nè. Hả không? Lui lại, lui tí. Mệt ghê. Tí thì cút bọn em rồi tôi đó anh em ơi. Đang vui vẻ giải trí với anh em tí mà
làm game khó thôi em ơi, lần sau em chơi game em lưu ý em phải giữ mạng, em đánh không hai được nhưng mà giữ mạng, em đừng có đánh không 10.